quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn để bàn các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Sau 20 ngày thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 ở Hưng Yên có nhiều chiều hướng tích cực, nhưng cũng có những biểu hiện lơ là chủ quan để phát sinh các ổ dịch mới, trong đó có cả cơ sở y tế lớn nhất tỉnh. Trong 3 ngày qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận hơn 40 ca mắc COVID-19 mới, tập trung tại 4 tổ dịch lớn là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và một số trường hợp trở về địa phương từ các tỉnh thành khác. Trong đó, ổ dịch Bệnh viện Đa khoa tỉnh và phường An Tảo chưa xác định được nguồn lây, ổ dịch xã Đình Dù có yếu tố dịch tễ phức tạp. Toàn bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải phong tỏa, thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, Văn Lâm phải phong tỏa một số khu dân cư, tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu, ngừng cho học sinh lớp 1 đến trường, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho một số khu vực nguy cơ. Tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn chậm, công tác tổ chức tiêm còn có những bất cập. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu cần rà soát chấn chỉnh lại công tác tổ chức phòng chống dịch, nhất là việc tổ chức tiêm vaccine. Tình hình dịch phức tạp, nguy hiểm nhưng đều nằm trong sự dự báo, tiên lượng trước, vì vậy không nên hoang mang, lo lắng, mà thay vào đó phải lo kiểm soát tình hình dịch bệnh như thế nào. Sống chung thì phải đối mặt, biết và kiểm soát được. Cái đấy mới là cái quan trọng. Chúng ta vượt được qua tuần sau thì chúng ta sẽ vượt qua. Hết tuần sau là cả hệ thống chính trị chúng ta tập trung cho kiểm soát được dịch. Tình hình đã khác rồi, tình hình mới nguy hiểm hơn, sẽ diễn biến nhanh hơn. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị của chúng ta và các thiết chế phòng chống dịch từ tỉnh tới cơ sở cần tập trung cao độ năng lượng, trí tuệ để mà lãnh đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu trước mắt cần khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch hiệu quả tại những ổ dịch mới phát sinh, tổ chức cách ly truy vết triệt để các trường hợp liên quan trong vòng 24 tiếng. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn, theo nguyên tắc lỏng ngoài thì phải chặt trong, thống nhất lập chốt kiểm soát tại các khu dân cư, thôn, tổ dân phố, tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi thôn 5 triệu đồng để lập các chốt kiểm soát. Ở thôn thì các đồng chí phải thành lập cả các chốt tự quản của thôn. Nhưng mà chốt tự quản này làm gì thì phải rõ. Ví dụ như là người nạn mà các vùng dịch mà về địa bàn thì đảm bảo phải có test nhanh, âm tính thì mới qua, còn tiêm 2 mũi càng tốt. Tôi đề nghị là mỗi một xã phải có một điểm test nhanh ở tận tại chủ ủy ban nhân xã để ta quyết tâm quyết liệt, ta bảo vệ cái vùng của nhân dân chúng ta sinh sống từ các thôn. Về tiêm vaccine được coi là lá chắn thép trong phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt ngành y tế và các địa phương phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm, cập nhật kịp thời thông tin lên cổng tiêm chủng COVID-19 quốc gia. Yêu cầu tất cả các đồng chí các huyện rà soát toàn bộ, chỉ đạo các xã rà soát những người nào chưa tiêm thì ngay sáng ngày mai là phải tiêm trong vòng 2 ngày, phải hết mũi 1, toàn tỉnh Hưng Yên phải tiêm hết mũi 1. Huyện nào mà không làm xong được đó thì kiểm điểm chuyện đó. Có huyện thì chỉ đạo xã, các xã thì các xã huy động dân, nó do xã. Nhưng ta phải chỉ đạo quyết liệt trong ngày hôm nay ngày mai thứ bảy chủ nhật. Còn cơ quan y tế là lực lượng y tế, sở y tế phải huy động toàn bộ lực lượng y tế để hỗ trợ cho các huyện tiêm hết vaccine trong 2 ngày. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tế có thể tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu, hoạt động tập trung đông người, tuyên truyền vận động người dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hiếu, hạn chế không quá 20 người tham gia. Các doanh nghiệp phải chủ động biện pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm về sự an toàn của đơn vị mình. Công an tỉnh huy động lực lượng hỗ trợ công tác truy vết tại các địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kích hoạt, rà soát lại tất cả các khu cách ly tập trung.